Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình mới vừa gắn cái boe heo lọc gió. Cái này mình gọi là boe trụ của GTR, hàng chính hãng Thái Lan ha. Thì cái này gắn lên với mục đích là độ kiển đẹp mắt, nhìn nó lạ ha. Với lại sau khi gắn lên cái tiếng gió nó ra nghe cũng hay nữa các bạn. Lát nữa mở máy lên test thử cho anh em nghe cái tiếng cái hơi của nó ra nghe giống như gắn bô độ vậy. Dù cái xe này mình gắn bô zin ha, xíu nữa mình test thử âm thanh cho các bạn nghe. Rồi đây là cái bô e trong suốt, mình thay thế cho cái bô e zin rồi. Hôm nay có hàng mới, mình tháo luôn cái bô e trong suốt này ra luôn, chơi cái bô e trụ của GTR, hàng chính hãng Thái Lan luôn đó, bạn thấy không? Boe trong suốt cũng một thời được anh em ưa thích ha. Hôm nay được tháo ra hàng xe bắt luôn nha các bạn. Boe trong suốt, cái này shop mình cũng hiện tại cũng đang phân phối sỉ và lẻ trên toàn quốc. Các bạn có thể đặt hàng online hoặc là tới cửa hàng mua hoặc là lắp đặt trực tiếp luôn. Thì hôm nay có hàng mới rồi, mình tháo cái boe trong suốt này ra. Bình thường nếu cái zin của nó là nó không có trong suốt giống vậy, nó là cái miếng nhựa màu đen bên ngoài. Rồi, hôm nay có hàng mới, tháo em nó ra để mình gắn cái đồ chơi mới giới thiệu cho anh em. Đó, thì cái bô e zin trên xe là như vậy. Cái cổ của nó là cổ bằng nhựa, còn cái bô e GTR hàng chính hãng Thái Lan này thì cái cổ nó bằng inox luôn. Rồi đề máy lên. Hạt bô. Để guarantee chứ đi, để guarantee chứ. Guarantee thì vẫn là bình thường ha, không có gì đặc biệt hết. Rồi nẹt bô. Nẹt bô đi Hào. Nhấp nhấp thôi. Ừ, đó, nghe cái tiếng đặc trưng của cái boe GTR. Cao lên xíu. Tiếp đi. Chưa đã mà. Hết ga luôn. Dặn hết ga luôn. Và nghe và cảm nhận nha các bạn, mình không biết diễn đạt âm thanh thế nào nha. Rồi, ok. Rồi, sản phẩm đang phân phối tại Hoàng Chí Racing Shop nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với shop của mình, đặt hàng online hoặc là trực tiếp cửa hàng mua hàng và thanh toán trực tiếp ha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip.